Máy hút mụn đầu đen thông minh Xiaomi GOODTIME công nghệ làm sạch hiện đại, loại bỏ mụn đầu đen hiệu quả. Máy hút mụn đầu đen thông minh Xiaomi Tam được đông đảo chị em phụ nữ khuyên dùng. Xiaomi Gutam ứng dụng công nghệ hiện đại với lực hút lên đến 60 cơ bạ dễ dàng lấy sạch mụn đầu đen và các tạp chất cho trên da từ sâu bên trong. Gồm có 3 chế độ hút, chế độ nhẹ nhàng, chế độ tiêu chuẩn và chế độ mạnh thích hợp với mọi loại da, không gây đau rát hay sưng tấy. Máy còn tích hợp chức năng chiếu ánh sáng xanh với bước sóng 415 nanomet giúp đi xuyên các lớp tế bào, làm mát và dịu tức thi. Đặc biệt khi kết nối máy với app Blackhead nhờ trang bị camera với ống kính có khả năng phóng đến 10 lần, bạn có thể thấy rõ các tạp chất trong lỗ chân lông. Dầu, mụn đầu đen, dung lượng pin lớn, bạn có thể sử dụng mát trong thời gian dài chỉ cần một lần sạc công dụng chính của Xiaomi GOODTIME. Ứng dụng công nghệ hiện đại, dễ dàng loại bỏ mụn đầu đen và các tạp chất khác không để lại sẹo hoặc gây nhiễm trùng da mặt. Gồm có 3 chế độ hút, phù hợp với nhiều loại da, loại bỏ hoàn toàn mụn đầu đen và không làm tổn thương vùng da bị mụn. Người dùng có thể thấy rõ các tạp chất trong lỗ chân lông, dầu, mụn đầu đen nhờ trang bị camera với ống kính chất lượng cao có khả năng phóng to gấp 10 lần khi kết nối máy với app Blackhead làm sạch lỗ chân lông tận gốc giúp quy trình chăm sóc làn da của bạn tốt hơn, nhận biết khu vực cần hút mụn và nhắc nhở người dùng di chuyển máy để tránh gây tổn thương cho làn da một cách thông minh. Lực hút mạnh lên đến 60 cơ bả, dễ dàng lấy sạch mụn đầu đen và các tạp chất khác từ sâu bên trong, làm sạch lỗ chân lông chỉ trong chốc lát. Chiều ánh sáng xanh với bước sóng 415 nanomet thâm nhập sâu tận lớp hạ bì, làm dịu và bảo vệ da không bị sưng tấy, ba tốc độ hút khác nhau chế độ nhẹ nhàng máy thích hợp sử dụng cho da khô và nhạy cảm, chế độ tiêu chuẩn sử dụng cho da hỗn hợp và chế độ mạnh dành cho da dầu và làm sạch sâu. Thông số của sản phẩm, thương hiệu, Xiaomi, màu sắc, hồng, độ phân giải hình ảnh, 1280x1080p, lực hút, 60 cơ bả, điện áp sạc. 5V, điện áp làm việc, 5V, công suất định mức, 2, 5V, thời gian làm việc, 80-250 phút, dung lượng pin, 2000mAh, kích thước. 41 x 41, không nhân 196,0 mm, bảo hành, 3 tháng, chất liệu của sản phẩm, phần đầu máy được mạ điện có khả năng chống oxy hóa và chống chảy sức tốt. Không làm chảy sức hay tổn thương cho da, phần thân máy được làm từ chất liệu silicon cao cấp, an toàn với làn da, giúp bạn dễ dàng cầm nắm và thao tác hút mụn mượt mà hơn. Giới thiệu thương hiệu Xiaomi, Xiaomi là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới và các sản phẩm điện tử nổi tiếng. Với mức giá hấp dẫn và chất lượng quốc tế, các sản phẩm của Xiaomi ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng bởi chất lượng của sản phẩm. Thiết kế đẹp, bắt mắt và độ bền cao, địa chỉ bảo hành sản phẩm, việc bảo hành sản phẩm sẽ được thực hiện theo chính sách bảo hành của Pingo và thời gian bảo hành của từng sản phẩm tại địa chỉ số 45 ngách 55 ngõ 214 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.